Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chúc mừng các chư tôn giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni và Phật tử dịp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568 năm 2024, sáng ngày 22 tháng 5, tức 15/4 âm lịch, tại Chùa Quán Sứ. Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc mừng các chư tôn giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni và Phật tử dịp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568 năm 2024, sáng ngày 22 tháng 5, tức 15/4 âm lịch, tại Chùa Quán Sứ. Phật Đản là ngày lễ trọng đại được tổ chức vào tháng 4 âm lịch, đặc biệt là ngày rằm tháng 4 để kỷ niệm ngày Đức Phật Đản sinh. Ngày Phật Đản là một trong ba ngày lễ lớn trong năm của Đạo Phật, Phật Đản, Vu Lan, Thành Đạo. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và với tình cảm cá nhân sâu sắc, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới chư tôn giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, đồng bào Phật tử trong và ngoài nước những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành tựu viên mãn. Trải qua 1.000 năm lịch sử, Phật giáo đã bám rễ, ăn sâu và hòa nhập vào xã hội Việt Nam, trở thành một thành tố văn hóa của người Việt Nam. Trong suốt những năm qua, Phật giáo đã có những đóng góp tích cực, góp phần to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Thủ tướng ghi nhận cùng với các tôn giáo, tín ngưỡng khác, Phật giáo Việt Nam đã định hướng đời sống tinh thần và xây dựng các chuẩn mực đạo đức góp phần thúc đẩy đất nước phát triển. Trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, chúng ta rất vui mừng khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam đẩy mạnh hoạt động giao lưu quốc tế, có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Phật giáo thế giới, qua đó dần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, khẳng định chính sách tôn trọng, đảm bảo quyền tự do tôn giáo của đảng và nhà nước ta, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định. Dịp này, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, đồng bào Phật tử trong và ngoài nước đối với đất nước trong thời gian qua. Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Phó Pháp Chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trân trọng cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tới chúc mừng Đại lễ Phật Đản tại Chùa Quán Sứ. Hòa thượng khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục hướng dẫn Tăng Ni, đồng bào Phật tử toàn quốc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước, hiến chương của giáo hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu đất nước ngày càng phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm các chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568 năm 2024. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.